Xin chào thầy và các bạn. Như chúng ta đã biết, nhiễm trùng tiểu cấp tính do vi khuẩn gây ra có thể dẫn đến nhiễm trùng tái phát, và sự tái nhiễm này đa số liên quan đến biofilm. Vậy biofilm là gì và tại sao có thể gây ra sự tái nhiễm này? Thì em là Bùi Ngọc Bảo Trân đến từ lớp học cổ truyền K45 sẽ trình bày về biofilm và các vấn đề sự hình thành biofilm. Biofilm được tìm thấy ở đâu? Biofilm và UTI có liên quan như thế nào? Và nhận diện vi khuẩn trong biofilm. Biofilm gồm tổ hợp ký sinh vật mà trong đó các tế bào dính vào nhau và thường dính vào các bề mặt. Biofilm giống như một đám san hô, như hình em đã minh họa, thì những vi khuẩn sẽ ẩn nấp vào những cái hốc của san hô đó. Do đó kháng sinh và lại thực bào không thể tiếp cận được chúng để tiêu diệt. Vậy biofilm được hình thành như thế nào? Vi khuẩn bacteria là những vi khuẩn lưu trú. Chúng thường di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác. Khi tìm được một bề mặt thích hợp, chúng sẽ đến và bám dính vào bề mặt đó. Trong vòng 48 tiếng đồng hồ, chúng sẽ tạo ra biofilm là một thành phố vi khuẩn có tổ chức và bắt đầu tiết ra các EPS. EPS là viết tắt của Extracellular Polymeric Substances. Đó là các chất nền polymer ngoại bào, gồm các cao phân tử như polysaccharic, acid nucleic, tiết ra các coenzyme kháng lại các yếu tố tiêu diệt như kháng sinh, đại thực bào, và nó là một yếu tố khiến cho biofilm khó có thể điều trị trên lâm sàng. Sau khi tạo ra một biofilm hoàn chỉnh có cấu trúc không gian ba chiều, thì một số vi khuẩn ở quần thể biofilm có thể thoát ra và bắt đầu phát tán vào môi trường bên ngoài để bắt đầu một quá trình hình thành biofilm mới. Chúng ta có thể tìm thấy biofilm ở niệu quản, sỏi tiết niệu và các dị vật được cấy ghép. Vậy biofilm và UTI có liên quan như thế nào? Nhiễm trùng đường tiểu, UTI là nhiễm trùng một phần hoặc nhiều phần của hệ đường tiểu, đó là bàng quang hoặc thận hoặc ngay cả niệu đạo hoặc niệu quản. Nhiễm trùng tiểu liên quan tới ống thông là một trong những bệnh nhiễm trùng liên quan tới chăm sóc phổ biến nhất trên thế giới, chiếm khoảng 80% tổng số nhiễm trùng ở bệnh viện. Các điều kiện môi trường được tạo ra trên bề mặt ống thông làm cho nó trở thành nơi lý tưởng để vi khuẩn bám vào và hình thành nên cấu trúc biofilm. Ngoài ra, trong môi trường này, vi khuẩn còn sản xuất ra urea sẽ hủy phân ure thành ion amoni, gây đóng cặn sỏi bàng quang, gây tắc nghẽn đường tiểu. Sự xuất hiện của ion amoni làm tăng pH nước tiểu, cuối cùng tạo ra các tinh thể magie và các ion phốt phát. Các tinh thể này có thể tạo ra một lớp bảo vệ vi khuẩn khỏi các tác động bất lợi từ bên ngoài như là kháng sinh, đại thực bào, enzyme từ đại thực bào. Sự hình thành biofilm có thể dẫn đến tăng khả năng các chủng vi khuẩn gây nên viêm tuyến tiền liệt cấp tính tồn tại trong hệ thống bài tiết tiết niệu và dẫn đến UTI tái phát, đặc trưng của viêm tuyến tiền liệt do vi khuẩn mãn tính. Để nhận diện vi khuẩn trong biofilm thì chúng ta có hai cách, đó là cấy vi khuẩn và sinh học phân tử. Nhược điểm của cấy vi khuẩn là phát hiện số lượng và loại vi khuẩn rất hạn chế, khó xác định được tỷ lệ các loại vi khuẩn, nên trên lâm sàng người ta sẽ ưu tiên sử dụng sinh học phân tử. Trong sinh học phân tử thì PCR là một đại diện, vì hầu như PCR cho biết gần như tất cả các loại vi khuẩn, cụ thể là biofilm và tỷ lệ của nó, do đó giúp chúng ta đưa ra các vấn đề chính xác hơn trong điều trị. Phần trình bày của em về biofilm đến đây là kết thúc. Cảm ơn thầy và các bạn đã theo dõi.